Phải nha. Thank you.
phải nướng nguyên đâu. Biết tiếp đưa đấy không? Thank you.
chả? Thịt gì? Thịt trên này hả? Đâu? Đâu? Thịt đâu? Thịt đâu? À, thịt đây hả? Thịt đâu? Thịt ở đây. Thịt đây à? Hai đứa đi chợ về à? À, sao hai đứa lại đi chợ nữa? Đi làm rồi mẹ đi mua chứ. À, sao mà à, ăn bánh hả? Mua thịt cho mẹ, mua bánh ăn nữa hả? Rồi để mẹ cởi đồ ra cho nhá. Rồi hai đứa ăn bánh phải không? Rồi mẹ rửa tay cho hai đứa ăn nhá. Rồi để mẹ cởi áo. Hai đứa đi về có mệt không? Rồi hai đứa ăn bánh đi nhá.
từ từ đang nóng không nóng. Đây cơm của chị đây, cơm của em đây. Đây thì là của con này. À con ăn gì ạ? Con ăn cái này. Ừ. Cái nào cái gì đây? Oh yeah.